Chào mọi người, hôm nay mình sẽ review hai chiếc đàn 34 phím của hai hãng kalimba quen thuộc, Sheet và Haluru. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng phần túi chống sốc tặng kèm của chiếc Sheet khá là đơn giản, với logo của hãng được in màu trắng nổi bật trên nền đen, trong khi túi chống sốc của Haluru thì cầu kỳ và có vẻ dày dặn hơn, đặc biệt nó có một chiếc quai cầm rất là xinh xắn và tiện lợi. Về ngoại hình, chiếc kalimba Sheet 34 phím có chiều dài khoảng 18cm và chiều rộng khoảng 12,5cm. Thân đàn được làm từ gỗ ốc chó và đây cũng là loại gỗ thường thấy ở các dòng đàn của hãng Sheet. Trong khi đó, chiếc Haluru 34 phím hơi nhỉnh hơn một xíu về kích cỡ với chiều dài 19,5cm và chiều rộng lên tới 15cm. Thân đàn được làm từ gỗ cẩm lai, một loại gỗ rất tốt và thường thấy ở các dòng đàn của hãng Haluru. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem cân nặng của chúng như thế nào nhé. Chiếc Sheet 34 phím có cân nặng khoảng 567g, trong khi chiếc Haluru 34 phím có cân nặng lên tới 690g. Vậy là chiếc Haluru 34 phím to, cao và nặng hơn chiếc Sheet 34 phím. Điều này sẽ không thành vấn đề đối với những bạn có những ngón tay dài và thích cầm những chiếc đàn nặng tay, nhưng mình nghĩ sẽ mang đến một chút xíu khó khăn đối với những bạn có đôi bàn tay nhỏ nhắn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nghe thử âm thanh của cả hai chiếc đàn này nhé. Chiếc Sheet 34 phím ở tông C và chiếc Haluru 34 phím ở tông B. Mình nghĩ rằng mỗi chiếc đàn đều có những ưu điểm riêng của nó, và thật sự, cả hai chiếc đàn này đều là những sự lựa chọn xứng đáng nếu bạn đang muốn tìm kiếm một chiếc kalimba 34 phím. Và cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Bye bye!